Kính thưa quý vị, khách mời của Việt Nam ngày mới sáng nay là nhà văn, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, một tên tuổi lớn với trong giới nghiên cứu văn chương nói chung là và văn hóa Nhật Bản nói riêng. Ông có niềm say mê và đã viết nhiều tiểu luận, công trình nghiên cứu phê bình văn chương một cách sâu sắc tinh tế. Trong số đó, cuốn sách 3.000 thế giới thơm đã để lại nhiều dấu ấn và tầm ảnh hưởng sâu sắc. Sách vừa được Nhã Nam phát hành với ấn phẩm hoàn chỉnh nhất. Và xin được giới thiệu cùng với tất cả quý vị, nhà văn, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, khách mời của Việt Nam ngày mới sáng nay. Và xin được chào thầy ạ. Cảm ơn thầy rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ạ. Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay thì mời thầy đến đây nhân sự kiện là 3.000 thế giới thơm, một ấn phẩm của mình về văn học Nhật Bản đã được giới thiệu với một phiên bản có thể nói là hoàn chỉnh nhất. Thì là tác giả của tác phẩm thì thầy cảm thấy như thế nào với cái ấn phẩm đặc biệt này ạ? Mình rất là vui, đúng như tên gọi là ấn phẩm hoàn chỉnh nhất. Mình thấy cái bìa mà họa sĩ của nhà xuất bản vẽ đó rất đẹp, mà lại vẽ cái loài hoa rất đặc trưng cho thơ ca Nhật Bản, mà Việt Nam mình gọi là hoa bìm bìm, mà ở Nhật gọi là asagao. Và nếu mà ta đọc Hán Việt thì rất là dễ thương, đó là hoa chiêu nhan. Chiêu nhan là nhan sắc của ban mai. Nhưng mà thầy vừa chia sẻ đó là cái vẻ ngoài của cái ấn phẩm lần này. Nhưng mà còn về nội dung thì so với cái phiên bản đầu tiên thì đến bây giờ nó đã có sự thay đổi như thế nào thưa thầy ạ? Ban đầu đó nó xuất phát từ cái quyển thơ ca Nhật Bản của nhà xuất bản giáo dục ấn hành vào những năm cuối của thế kỷ 20, nghĩa là cái con đường đi của tác phẩm này là cũng dài hơn 20 năm rồi. Đến nay á, được gọi là hoàn chỉnh nhất vì nó sửa chữa và bổ sung thêm 9 chương mới không hề có ở những ấn bản trước. Nó đã mở rộng cái chân trời thơ ca Nhật Bản hơn, người đọc họ có dịp tìm hiểu sâu hơn, rộng hơn. Xin được cảm ơn thầy ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip chia sẻ về quyển sách này trước khi quay trở lại với phần trò chuyện cùng nhà văn, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu ạ. Từ một tập sách soạn với mục đích làm tài liệu học tập cho sinh viên, 3.000 thế giới thơm đã bước ra khỏi những cửa trường học. Kể từ đó cho đến nay, cuốn sách đã trở thành sách gối đầu giường của những người yêu thơ, những nhà thơ và các nhà nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa và văn học Nhật Bản, khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực nghiên cứu và sáng tác thơ ca. Cùng với 9 chương hoàn toàn mới được bổ sung, ấn phẩm có 27 chương mang đến một cái nhìn sâu sắc và phong phú về nền thi ca Nhật Bản, đặc biệt là thể haiku. Mình cảm thấy khá là ấn tượng với cái cách mà thầy đặt tên nhan đề cũng như là đặt tên cho từng cái chương của mình, từng mục của mình. Mặc dù là nó khá là ngắn gọn nhưng mà nó khi mà mình hiểu cái tầng sâu của nó thì mình sẽ cảm thấy được cái cách mà thầy bao quát cái nội dung ở trong từng chương. Thêm một lần nữa xuất hiện và với một cái diện mạo mới, với những cái bài viết mới nhất của thầy được cập nhật ở trong quyển sách, và điều đó nó đem lại rất là nhiều những ý nghĩa cho những người yêu thích văn học Nhật Bản, nghiên cứu văn học Nhật Bản và cả sinh viên, cũng như đối với cá nhân tôi thì là tôi rất là xúc động. Thơ văn của Nhật rất là khó dịch bởi vì nó quá ngắn đi, mà cái ẩn nghĩa của nó thì rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mình đọc tác phẩm 3.000 thế giới thơm này thì mình thật sự giống như là cảm thấy rất là yêu từng câu từng chữ một luôn ấy. 3.000 thế giới thơm không chỉ giúp người đọc hiểu thêm về thơ ca truyền thống mà còn truyền tải những giá trị văn hóa và triết lý sống sâu sắc của người Nhật Bản. Cuốn sách không chỉ làm phong phú thêm kiến thức mà còn gợi mở những cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc, là một nguồn tài liệu tham khảo quý giá và một món quà tinh thần đáng trân trọng. Gần như là khi mà nhắc đến văn học thơ ca Nhật Bản tại Việt Nam thì sẽ là gắn liền với tên thầy. Tại sao thầy lại có một cái niềm yêu mến đặc biệt đối với thơ ca Nhật Bản ạ? Cái này là hỏi chúng ta là chúng ta thích điều gì, yêu mến điều gì thì nó cũng khó trả lời cho nó tỏ tường lắm. Thường là
yêu là vì yêu, thích là vì thích. Còn nếu mà mình cố gắng mình tìm hiểu thì có thể là thế này. Thứ nhất là nó ngắn gọn, nó cô động và nó rất là phương Đông. Vì chúng ta cùng giao bàn với nhau mà, tức là Nhật Bản và Việt Nam. Và do đó thơ ca đó tự nhiên nó gần gũi với mình, là người mà đã yêu thơ ca Việt Nam từ bé. Thứ hai đó là cái thơ ca Nhật Bản đó, nó có tinh thần thiền. Vì cái người mà có thể gọi là đã hoàn chỉnh thơ haiku, đã làm cho thơ haiku phổ biến như mức hiện nay, đó là Basho, vốn là người có học thiền, có hành thiền, cũng là mà cái mà mình quen thuộc và yêu thích. Và đây nó vui nữa là tên thật của mình là Nhật Chiêu. Nhật là Nhật. Dạ. Chiêu á là tức là qua Chiêu Giang á, là cũng là qua mình thích, tình cờ ngẫu nhiên, nhưng mà lại làm mình yêu thích thơ Nhật. Cái đó chắc người ta gọi là chữ duyên đúng không? Đúng à, đúng là chữ rất là chuẩn á, là duyên. Nhiều người nhận xét rằng là đối với thầy thì cái việc mà mình chuyển ngữ thơ haiku sang tiếng Việt nó không đơn thuần là dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt nữa, mà bên cạnh đó thì thầy cũng chuyển cả hồn thơ và đặc biệt đó là những cái nét văn hóa của Nhật Bản vào trong cái bản dịch của mình. Thì chắc hẳn là thầy đã phải nghiên cứu rất là nhiều về văn hóa Nhật Bản đúng không ạ? Mình yêu thích văn học Nhật, đọc rất là nhiều tác phẩm của văn học Nhật, đặc biệt thơ haiku, đọc và sưu tầm từ nhỏ. Và vì vậy mình rất quen thuộc với văn hóa Nhật. Sau này thì mình ghé thăm Nhật Bản thì mình thấy là đúng như mình hình dung, chứ nó cũng không phải là khác với tưởng tượng. Ví dụ như mình ghé Kyoto thì mình nghe tiếng quạ kêu và nhìn thấy lá phong đỏ mà người Nhật gọi là Momiji á, thì nó y như là những gì mình đọc về văn hóa Nhật hoặc là văn chương Nhật, thì lại nhớ tới Nguyễn Du. Rừng phong thu đã nhúng màu quan sang. Cái gì đó nó vừa gần gũi mà nó vừa nên thơ. Mình cảm thấy là cái hồn của văn hóa Nhật và cái hồn thơ mà chúng ta gặp ở Việt Nam. Nguyễn Trãi của mình chẳng hạn có nhắc đến hoa quế rất là trân trọng. Hé cửa đêm chờ hương quế lọt, quét hiên ngày lệ bóng hoa tan. Nghe rất là hay cư. Dạ. Xin được cảm ơn thầy rất là nhiều ngày hôm nay đã có những chia sẻ. Chúc thầy luôn có nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn cô Thảo ạ. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe ạ. Dạ. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì cuộc trò chuyện của Phương Thảo cùng với nhà văn, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi. Mình chào tạm biệt ạ. Xin chào.